Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình có nhận được chiếc iPhone 6 là tình trạng là rơi này. Rơi bể mặt kính này. Mặt kính thì khách không thay và bị lỗi là không lên nguồn. Nhưng mình đã chạy lại là máy này là bị sốc phần mềm. Mình chạy lại phần mềm mình sẽ lên rồi. Nhưng mình đang thấy là máy đang tình trạng có nghĩa là hai lỗi. Thứ nhất là một là lỗi không bấm home này. Và thứ hai là bị phần wifi là kém nhé. Đây các bạn, wifi ở nhà mình ngay đây mà chỉ có một cọc thôi, các bạn nhìn chỉ có một cọc thôi, ít nhất là phải khua được vài nhà qua nhà mình, những nhà. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành, và bây giờ mình sẽ hiến thành và thay nút home và thay mình đoán là sẽ bị hỏng cái này thôi, rơi rớt hỏng cái anten wifi thôi. iPhone 6 nhá, trên tay mình đây là chiếc iPhone 6 các bạn, và tiến hành mình sẽ thay thử cái anten này xem là có wifi có khỏe không, và tiến hành và thay nút home này cho các bạn xem luôn đấy. Gì chị ép cho anh con này quên bỏ phải cầm đi lại quên của bác. Ok, tầm mấy giờ lấy được? Dạ tầm mấy giờ gì hai bữa nay tầm gì hai bữa nay tầm độ 7 giờ chị ra xong em gọi thôi, tức là trong đêm nay thôi. Bác sáng mai là bác cần máy không? Ok ok. À, tầm là xong thì nhá, tầm bây giờ. Vâng ạ, có mật khẩu không? Không, máy của bác không có đâu. Cái này mua bao nhiêu tiền một tấm đấy? Mấy chục nghìn, ba chục thì sao? Ba chục à? To phết nhỉ? Alo, mày nhờ lấy cho anh nhờ. Máy với cả cái đồ có Z5 đây. À gì giờ không có thôi, mày lấy cho anh hai kính con Z2 Brai màu gold nhá. Sorry các bạn nhé, thì mình hơi bận một tí nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là thay thế nhé, nút home và anten wifi. Đây nút home mình đã chuẩn bị rồi. Và anten wifi. Và mình sẽ là tháo máy. Để ốc rơi, ốc tròn hết các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ cạy ra luôn. Đây các bạn nhé. Để rơi là có như là bị gãy mất hai chân để vặn ốc này. Gãy mất hai chân vặn ốc. Và sẽ mình sẽ tiến hành là thay anten wifi trước để thử. Đây, mình sẽ tháo phần màng ra này. Thì các bạn xem kênh của mình nhớ thấy hay thì bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Ốc rơi tùm lum tùm la hết này, các bạn. Đây, máy rơi nhiều con ốc nó văng hết này. Chỗ này không có này. Đây, máy rơi văng tùm lum la hết, tí nữa mình sẽ cho thêm vào đây chỗ này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ốc trong bằng loa này văng tùm lum tùm la hết. Phần này cái này rất là quan trọng, cái này cũng là anten wifi đấy. Quan trọng mình tí nhé.
Xin lỗi các bạn nhé, mình thì mình hơi bận tí, mọi người vừa gọi mình xong. Như vậy thì mình đã tháo được phần main này ra này. Đấy. Giờ mình sẽ lệnh. Đây, anten này là bục mất một chân rồi nhé. Cái chân anten này bục mất rồi. Đấy. Rồi mình sẽ tiến hành thay thế cái mới. Cái này là một là thay cái mới, hai là thay cái bóc máy khác sạc được, ok, không vấn đề gì cả. Lắp vào bình thường. Mình sẽ tiến hành lắp luôn cả lốp hôm rồi nhé. Để thử nhân thể luôn được thì lắp vào vặn cho nó nhanh. Các bạn với iPhone thì thay nút home này thì mình sẽ không còn vân tay nữa nhé. Thôi nhưng mà đứt rồi thì thôi, phải kệ, biết chấp nhận, biết làm thế nào được. Chứ khi đứt thì mình rách còn đi câu lại, nhưng mà câu lại mình theo mình không được đảm bảo lắm. Cùng lắm chỉ được thời gian thôi. Lắp vào mình. Mình sẽ bật nguồn lên. Mình sẽ bật nguồn lên thử wifi ở nút home xem là ok chưa. iPhone 6 khởi nguồn là khá lâu. Đấy, các bạn nhìn đi chưa? Thay nút home 10 sẽ bị mất cái biểu tượng, hiện biểu tượng không thể kích hoạt Touch ID trên iPhone. Và mình sẽ bấm nút home là ok chưa? À, ok rồi nhá. Nút home thì đã ok nhá, bạn kích vào đây, ok. Và mình sẽ test luôn phần wifi cho nó ok chứ nhá. Vâng, ok nhá. Các bạn nhìn Văn Phú Mobile của nhà mình này thì là full cọc nhá. Và đây là bắt được cả ở nhà hàng xóm nhà mình nhé. Vậy như vậy thì đã ok rồi. Mình sẽ test sơ qua xem là có cái gì. Đấy, đầu ok. Các phần khác thì mình đã test hết rồi, không có lỗi gì nhé. Vâng, và mình đã phục hồi xong phần wifi và phần nút home. Và tí giờ tiến hành để vặn nút ốc vào. Đấy, thợ ve chai như mình làm như này là quá là ngầu rồi. Đấy, các bạn cần liên hệ sửa chữa hay là thay thế linh kiện gì thì cứ liên hệ với em. Chúng em sẽ làm được. Sẽ làm. Nhà em thì buôn bán, cả nhà em bán cái hàng cũ thôi, nhưng em nào đặt tâm về hàng đầu.
Nên các bạn mua bán nhà em yên tâm, không ưng thì giả lại cũng ok ạ, à, không có vấn đề gì hết. Ốc thiếu tù lung la hết. Ốc của này thiếu nhiều lắm. Mình sẽ có lượng ít ốc để mà xem. Làm như là Dubai này các bạn thấy rất tỉ mỉ. Mình sẽ kiếm một cái lồng pin để ta cố cho chân pin chắc không lúc may rơi bay. Những lúc vắng khách thì mình mới làm được như này, lúc mà mình đông khách thì mình không thời gian để quay video. Tìm ốc khó. Đấy. Như vậy thì mình đã phải thêm một ít ốc vào chân pin này, không lúc chẳng may mà rơi cái thì lại bung chân pin ra. Mình lúc lắp lại mình phải cẩn thận. Nói chung là cho một hai con ốc thì cũng chả thành vấn đề. Mình những ốc rất thừa rất nhiều. Nhiều khi dọn vứt đi còn dọn vứt đi. Mình sẽ nắp cái nắp này. Tiết ốc rất là nhẹ. Đấy, cháu đang làm bắt nguội đậm tí. Xong rồi. Đây xin nữa đây. Cái gì này? Cái Samsung hôm nọ làm đấy nó mới. Nó mới làm, nó mới chả biết là nó làm vỡ hay làm mất hay là nhà làm vỡ như thế nào. Thế là thằng cô Hải nó bảo thế cô cứ cầm cái này mà dùng tạm. Thế là mượn của nó từ hôm nay, thế nó dùng nó gọi. Cái kia bị làm sao? Chả biết nó làm vỡ hay làm gì, làm nhà nhà. Thôi, học thôi. Thế là nó chả biết nó quản lý đâu. Thế nó dùng hôm thế nó dùng cái này mình mới hỏi nó rồi hàng rồi chúng ngựa cái này dùng bây giờ có ai khác thì đặt. Đây cái kia là cháu nó đưa cho anh. Bây giờ lắp sim đây sang việc hỏng được rồi. Đã. Con đấy hỏng được rồi. Con nào? G5 đây. À con đấy vứt đi rồi đấy. Thì cháu bảo cháu không muốn tháo ra nữa, tháo ra là hỏng.
Không, của Tháo đâu. Nó rơi hay nó vỡ hay là gì đấy thì là nó bỏ thì chứ có mang sửa đâu đâu mà. Nó dùng thì nó gọi nó xong dơ, nó không mất tiền thì nó cứ thích thì, nhưng còn từ hồi trước rồi có cho nó cũng thả dùng. Pin của nó còn nhiều, để về kiểm tra xem nó có cái sạc không, nếu không là phải sang đưa cái sạc sau. Pin đầy á. Đấy, như vậy là ok. Các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Và xin chào các bạn ạ.